Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Heo Rừng Lai Xuân Nghệ, kênh chuyên chia sẻ kiến thức kinh nghiệm liên quan đến con heo rừng lai. Thì hôm vừa rồi mình có qua trại của một chú gần nhà, chú mới xây dựng trại, có gọi mình tới giao lưu để gọi là tham quan, giao lưu trong cùng ngành cùng nghề với nhau á. Thì mình nhìn nhận được cái sai lầm của lông hổ của gia đình nhà chú hôm đó, rằng là chú lợi dụng từ cái lèn chuồng bò, xong rồi chú vây lưới B40 rộng ra thêm có diện tích nuôi thả nữa. Và cái lèn chuồng bò đấy, ngày xưa chú nuôi bò, bây giờ chú không nuôi bò, chú dùng để nuôi heo. Chú cứ vây ra như thế thôi, chú không chia ô, không chia ngăn, không có gì hết. Thế là chú mua cả heo bầu, cả heo giống, rồi là cả heo lọc, và chú thả lẫn vào với nhau. Thế là nuôi như vậy là nó gọi là thả quần thể đấy các bạn ạ. Thì mình có tham gia luôn với chú rằng chú nuôi như thế này nó không hiệu quả, nó không thể nào mà phát triển gọi là mạnh được. Nuôi như thế thì mình vẫn nuôi được, mình vẫn có heo xuất bán, nhưng mà nó không hiệu quả được, cái hiệu suất sản xuất nó không có, nó không có. Là vì khi mà nuôi như vậy, khi con heo mạnh mình cho ăn, cái con heo mạnh nó ở trong đàn nó khỏe, nó ở trong đàn con heo lớn đó, nó cứ ăn được hoài, nó lại mỡ thì giá nó sẽ bị ép xuống, nó sẽ bị giảm. Còn con heo nào mà còi cọt ở trong bầy, con nhỏ ở trong bầy, nó không cọt nhưng mà nó thuộc cái loại nhỏ, nó ở trong bầy nó không tranh được ăn thì nó cũng sớm muộn nó cũng sẽ thành heo cọt. Thế nên là nó nhỏ lại, khi nó nhỏ nó làm trong bầy thì nó cứ nhỏ mãi. Thế mình lại cứ muốn là những con nhỏ đấy nó lớn nhanh thì mình lại cho ăn nhiều, cho ăn nhiều thì các cái con to nó lại ăn hết. Thế là cái con lớn thì cứ lớn mãi, con nhỏ cứ nhỏ mãi thôi. Nuôi như vậy nó không, rất là mất hiệu suất nha các bạn. Thế còn chưa kể đến là nếu như mà trời nắng đẹp mà con heo sinh sản, nó sinh sản xong có thể là nuôi được con của nó sống. Đó, về mùa khô trong miền Nam thì hoàn toàn có thể là nuôi heo sinh sản, mà sinh sản cái kiểu như vậy cũng vẫn nuôi được, nó vẫn sinh sản được. Nếu như trời mà không mưa, không gió thì mùa khô ở trong miền Nam thì thực sự là nuôi cũng nuôi được đấy, nó vẫn sinh sản, nó vẫn sống đấy. Nhưng mà cái con heo mà con nó sinh ra ấy, nó cứ bám đi theo mẹ hoài, đến 2-3 tháng sau nó vẫn đổi bú thì con heo mẹ nó lâu lên giống lại đứa hai. Nuôi như vậy sinh sản nó cũng giảm hiệu suất, mà nuôi thịt cũng giảm hiệu suất. Đấy, thế nên là mình khi mà mình nuôi á, mới xây dựng chuồng trại ấy, thì mình cũng lên xây dựng thành từng cái ô nhỏ một ở trong cái phần mình đổ bê tông á, mình cứ chia ô ra, mình nhìn thấy nhận theo cái khoảng cách như thế nào là hợp lý thì mình cứ tự mình phân chia ra. Thì cũng nên có nhiều ô để nuôi cái loại nhỏ nuôi riêng, cái loại lớn nuôi riêng và heo sinh sản nuôi riêng. Sau khi một tháng cho con heo nhỏ mới sinh ra, sơ sinh nhưng nó ở cùng với mẹ nó thì để nó cứng cáp và nó cũng học ăn được rồi, thì mình phải cắt con mẹ ra. Sau khi cắt con mẹ ra rồi, cắt con rồi thì 5-10 ngày hoặc 20 ngày là con lâu nhất, tầm 20 ngày thôi thì là nó sẽ lên giống lại lứa hai. Thì nuôi như vậy nó mới được có hiệu quả. Chứ còn nuôi mà thả nó gọi là quần thể vào với nhau ấy thì nuôi rất mất hiệu suất sản xuất, nó sẽ giảm rất nhiều nha các bạn. Mà mình nuôi mình cũng phát lán lên nữa. Đấy là còn chưa kể khi mà một trong số những con heo đấy nó có dấu hiệu như gọi là nó bị gì đấy, nó bệnh tật ốm yếu mà cần trích thuốc, mà mình không có cái ô nhỏ để mình lừa nó vào á, mình phải dụ nó vào trong cái diện tích nhỏ thì mình mới dí được nó. Chứ còn lại heo thả quần thể mà các bạn vào bắt được một con ra trích thuốc mệt thấy mẹ luôn, lùa cả đàn của nó chạy ngang chạy dọc trong chuồng luôn, nó rất là khó nha các bạn. Thì nội dung mình hôm nay mình xin chia sẻ có như vậy thôi. Anh em nào mà khi mà mình mới vào nghề nuôi heo, mình không có ai hướng dẫn á về kỹ thuật về chuồng trại á, thì mình cũng gọi tự mày mò á, thì mình xem mình để rút kinh nghiệm ra, không mắc phải những cái sai lầm giống như lông hổ của vừa rồi mình sang tham quan nhá. Cũng như là cái sai lầm này cũng là sai lầm của nhà mình ngày xưa khi mình bắt đầu nuôi heo á, không có người hướng dẫn, mình tự mày mò thôi, mình nghĩ con heo nó dễ sống, mình cũng cứ làm cái chuồng trại sơ sài đấy thôi. Nhưng thực sự ra heo lứa thì nuôi được, nếu mà cứ nuôi một lứa một, mình cứ thả vào nó to bằng nhau, nhỏ bằng nhau, xong rồi xuất hết một lứa này thì mình nuôi lứa khác thì nuôi được, cỡ chuồng nào cũng nuôi được hết á, mái che không cần luôn, cứ vây vào được là nuôi được rồi, nuôi dễ hơn nuôi gà. Thế nhưng mà nếu như mà muốn là có heo sinh sản và khi mà mình đã nuôi nhiều lứa heo ở một chuồng thì phải có nhiều ô nha, nuôi nó mới hiệu quả các bạn ạ.
Thì mình xin dừng nội dung video ở đây nhé. Anh em chị em nào xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau.